Đình Trực rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong tập phát sóng kỳ này của chuyên mục Nhà Đẹp trên kênh Đà Nẵng TV. Thưa quý vị, khác với những số trước, ngày hôm nay Đình Trực sẽ mời quý vị ghé thăm một không gian kiến trúc homestay khá độc đáo tại Đà Nẵng. Chắc chắn nơi đây sẽ là một địa điểm dừng chân thú vị đối với những ai yêu thích lối kiến trúc đơn giản và thân thiện cùng với môi trường. Và bây giờ hãy theo chân Đình Trực nhé. Thưa quý vị và các bạn, người đồng hành cùng với Đình Trực ngày hôm nay chính là anh Võ Ngọc Quý, chủ của Siegfried Garden Homestay. Chào Đình Trực, chào các bạn khán giả. Thì hôm nay là rất là vui khi được chương trình ghé thăm và mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở khu vườn bí mật, là nơi mà được du khách rất là ưa chuộng. Anh được biết là mình rất nhiều cái không gian thú vị đúng không anh? Và chúng ta sẽ khám phá. Okay. Mà vừa đến không gian tầng 1 thì em thấy ngay là cái lối kiến trúc giếng trời để lấy sáng. Vậy thì dụng ý của nó là gì khi được bố trí ở đây ạ? Nội dung của cả cái nhà này là khu vườn bí mật. Nên là cái kiến trúc là cái giếng trời ở đây là nó vừa là làm cho thông thoáng khí ở trong nhà cũng như là tạo ánh sáng. Và ngoài ra là mình sẽ lấy ánh sáng xuống để cho cây xanh nó sống nữa. Thì là để mình xây dựng cây cối ở trong nhà, tạo nên một cái sự hòa hợp giữa thiên nhiên và trong cuộc sống của mình. Thì mình ở mình sẽ thấy cảm thấy rất là thoải mái. Đây là cái không gian tầng 2. Cái không gian này là cái nơi làm việc chung. Mình có thể ngồi đây mình nói chuyện để mình giao lưu, mình kết bạn với nhau. Còn ở bên trong này là phòng ngủ. Bên này là những cái cấu phòng dorm, phòng tập thể của mình. Thì mỗi người là sẽ có một cái khu vực riêng trong gồm một cái giường ngủ và một cái bàn làm việc của họ. Cũng có cái đèn và đủ cơ sở tiện nghi cho một tối ngủ lại đây. Phía bên này mình tận dụng không gian, mình chia sẻ cái lối đi chung và mình tạo nên một cái phòng là nó có diện tích lớn hơn dành cho một nhóm khoảng cỡ từ 10 đến 15 người. Đây là một cái phòng được thiết kế khá là độc đáo. Thì hiện tại là trên khu vực thì cũng rất ít phòng, có thể là đảm bảo được cho tầm khoảng một nhóm khoảng 10 người. Vâng, có nghĩa là khoảng bên phải này đây là mỗi ô là dành cho một người. Đúng rồi. Và đây là khu vực dành cho một phòng có số lượng người lớn hơn. Đúng rồi. Trực có thể vào trong để tham quan được không ạ? Ok, mời Trực vào. Ở đây thì bố trí rất nhiều những cái giường ngủ và đa phần những cái cửa kính thì có thể nhìn ra được cái không gian bên ngoài. Tại là khu vực này thì mình sắp xếp là cái cây cối á, là mình luôn ở xung quanh những cái khu vực phòng ngủ của mình. Thì lúc nào mình nhìn ra cửa sổ hoặc là mình nhìn ra những cái khu vực bên ngoài thì mình luôn thấy những cái cây. Thì nó vừa để bảo đảm là cái tính riêng tư nhưng mà nó vừa lại bảo đảm là cái tính cái mặt là xanh cho cái cả cái phòng. Và những không gian còn lại cũng đảm bảo được yếu tố đó đúng không ạ? Đa số là tất cả các phòng xung quanh đều là được bao phủ bởi cây hết. Cũng như là một cái khu vườn ở trên sân thượng là cũng toàn là rất nhiều cây xanh. Vừa bước khỏi cái khu vực cầu thang này thì thực sẽ đến ngay khu vực phòng khách. Thì đây là nơi mà để mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện. Quả thật khi vào homestay của mình thì em thấy cảm giác khá là gần gũi. Vậy thì ý tưởng từ đâu mà anh có thể thiết kế nên một cái căn nhà rất là dễ thương như thế này? Cái này thì nó cũng bắt nguồn từ cái sở thích cá nhân thôi. Mình vốn thích đi dã ngoại hoặc là mình tìm về những cái nơi có nhiều thiên nhiên để mình vui chơi hoặc là mình nghỉ dưỡng cùng với lại bạn bè. Thì nên là lúc mà mình xây dựng cái homestay để kết nối mọi người từ khắp nơi đến với nhau. Mình muốn xây dựng theo cái hướng là gần gũi với lại thiên nhiên. Cũng như là cái phong cách này là phong cách về industrial thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác là mộc mạc, làm đẹp nhờ cái chất liệu của cái vật liệu mình sử dụng hơn là về mức độ hoàn thiện. Tại vì mọi người đi du lịch thì đến đây là đa số là phong cách là mình muốn trải nghiệm về văn hóa cũng như là kết nối và làm quen với những bạn mới. Thì mình phải tạo cái nhà một cái không gian nó vừa gần gũi với thiên nhiên và nó vừa tạo cho họ cái cảm giác gần gũi khi họ ở đây. Thì như vậy thì họ mới dễ dàng chia sẻ và kết nối hơn với những người khác. Thì đó là cái lý do mà mình xây dựng theo cái nội dung này và mình lấy ý tưởng đó là ý tưởng chủ đạo. Thì cái điểm đặc biệt nhất của cái kiến trúc của cái khu nhà này á, đó chính là mình tạo ra những cái khu vườn cây cối xanh tươi
để tạo thành một kiểu như là một cái khu vườn ngay giữa lòng thành phố. Và cái điều đặc biệt á, thì xử lý cây xanh ở trong nhà rất là khó. Mà lúc mình phóng tầm mắt mình ra ngoài á, tất cả các phòng là đều có view hay là đều có cửa sổ để lấy ánh sáng, thì mình nhìn thấy những cái cây xanh. Như quý vị thấy là những cái khoảng cách giữa các cái phòng với nhau thì sẽ có một cái ô lấy sáng. Đây được gọi là cái ô thông tầng. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ lấy được ánh sáng từ phía trên xuống. Đây là dụng ý của chủ homestay. Và cạnh đó ở phía trong thì người ta còn bố trí những cái cây xanh để tạo không gian thoáng mát. Nếu như đối với những du khách đến đây thì khi quý vị thuê phòng thì quý vị có thể nhìn ra những cái ô gương này, mang lại những cảm giác vô cùng thoải mái, cũng giống như bản thân Đình Trực đang đứng ở đây bây giờ. Em được biết là không gian tầng 4 là dành cho khách ở đây đúng không anh? Là đúng không rồi. Gian giải trí, không gian phúc. Đúng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ mời Trực Linh tham quan. Wow, phải công nhận là không gian trên đây quá tuyệt vời, kiểu rất là thoáng đãng mà cảm giác thú vị khi mà mình ngồi trên cái tầng cao và mình uống cà phê và mình nhìn ngắm thành phố đúng không? Đúng rồi, thì ở đây là khu vực tầng thượng của cái tòa nhà, thì nó tạo cái cảm giác là thoáng đãng, đặc biệt là mình xây dựng theo cái kiến trúc là industrial. Bên cạnh là cái chuyện mà mình có rất nhiều cây xanh ở trong cái khu vực như khu vườn, thì mình còn có những cái vật liệu khác để làm nên cái phong cách, ví dụ là những cái tường hay là những cái sàn bê tông hoặc là những cái bàn ghế gỗ bằng gỗ thông tự nhiên, hay là các khung cửa kính, hay là những cái bức tường gạch trang trí ở trong khu nhà. Thì bởi vì vậy là nên là mình nói là cái phong cách này nó được làm đẹp từ những cái chất liệu của vật liệu, chứ không phải là về cái độ hoàn thiện hay là về cái sự bóng loáng của nó. Bên cạnh đó thì mình có một cái điểm nhấn rất đặc biệt, đó là cái khu vực mặt tiền của mình. Và đây là cái khu vực mặt tiền của mình, thì đây là những cái lam sắt là mình thiết kế. Lam sắt cũng là một cái chất liệu rất là tốt cho cái concept này. Thì khi mà mình làm những cái lam sắt này á, là dụng ý là thứ nhất là nó vẫn đẹp ngay từ lúc mà mình vừa hoàn thiện xong. Cái điều thứ hai nữa quan trọng hơn á, là cái lam sắt này chính là cái yếu tố để giúp cho những cái dây leo để nó leo theo những cái lam sắt này. Và cái kiến trúc của khu nhà này á, là nó xây dựng là dành cho tầm khoảng 1-2 năm sau, chứ không những là chỉ là làm đẹp ngay từ đầu. Thì tầm khoảng 6 tháng nữa thì như được thấy là những cái dây leo ở bên dưới này nó sẽ leo lên kín cả mặt tiền. Và mình nhìn vào là mình thấy là đập vào mắt mình là ngay một cái mảng tường xanh và có rất nhiều cây ngay mặt tiền. Thì ai đi qua khu vực này người ta cũng đều nhìn lên, và đặc biệt là du khách thì mình nhận được rất nhiều người ưa thích và lời trầm trồ vì người ta đi ngang qua, ồ không ngờ là ở giữa lòng thành phố lại có một cái nơi gì xanh mát như thế này. Vâng, và điều đó quả thật cũng là một cái nét rất là thú vị, đã thu hút được cái tầm nhìn của rất nhiều những du khách. Và đặc biệt là ngày hôm nay Trực cũng rất là thích cái mảng thiết kế của cái homestay của mình, là cái mảng không gian rất là xanh. Chính vì điều đó mà rất nhiều những du khách trong và ngoài nước khi mà ghé thăm Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ đến đây, một không gian rất là thú vị giữa lòng thành phố đúng không ạ? Và thưa quý vị, từ đầu chương trình đến bây giờ thì anh Võ Ngọc Quý đã dẫn chúng ta đi tham quan cũng như giới thiệu rất nhiều những cái lối thiết kế rất là thú vị tại homestay. Và cảm ơn anh đã ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình. Okay, cảm ơn các bạn khán giả. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi trên một chiếc ghế sofa thật thoải mái để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn hoặc quây quần bên người thân của mình trong căn phòng ấm áp? Sau đây là những gợi ý để bạn chọn được chiếc ghế sofa phù hợp nhất. Bắt đầu bằng cách lưu lại hình ảnh của những chiếc ghế sofa mà bạn thấy thích. Sau khi có một bộ sưu tập hình ảnh sofa, bạn sẽ thấy được những điểm chung của các ghế sofa trong bộ sưu tập, và đó chính là hình dáng sofa mà bạn muốn. Nếu màu sắc đặc biệt hoặc hình dáng táo bạo tiếp tục xuất hiện trong ảnh cảm hứng của bạn, bạn nên giữ một tâm trí cởi mở, sau đó hãy mạnh dạn chọn một chiếc ghế sofa thật sáng tạo. Ngay cả ghế sofa đẹp nhất có thể là quyết định sai nếu nó không hoạt động theo cách bạn và gia đình bạn muốn. Trước khi bạn rơi vào tình yêu với một chiếc ghế sofa vì ngoại hình của nó, hãy xem xét vai trò chính của nó trong phòng của bạn. Một chiếc ghế mềm mại như bông sẽ có hình dạng không được sang trọng và cần nhiều thời gian để vệ sinh. Bạn có thực sự muốn điều này và có thời gian để làm vệ sinh cho sofa? Nếu ngược lại, bạn có thể chọn sofa cứng cáp hơn nhưng vẫn nên xem xét sự thoải mái của nó. Các loại vải cứng, chống bẩn và dễ lâu chùi có thể tạo nên sự khác biệt trong tuổi thọ của ghế sofa. Đặc biệt nếu nó hay bị ánh nắng chiếu vào, vật nuôi nằm lên, thức ăn rơi vãi và các yếu tố ảnh hưởng khác. Sử dụng loại vải không nhăn. Nhiều thương hiệu đồ nội thất cung cấp các loại vải thân thiện với vật nuôi và trẻ em như các hỗn hợp polyester có khả năng chống nhăn. Các loại vải chịu mài mòn
hoặc ngoài trời như Sunbrella cũng là một lựa chọn tối ưu. Phòng bạn đang làm việc có thể giúp xác định kích thước và hình dạng của chiếc ghế sofa lý tưởng cũng như phong cách của bạn. Một chiếc ghế sofa có kích thước, hình dáng không phù hợp có thể làm cho căn phòng và không gian trở nên chật chội, tù túng. Hãy lựa chọn một chiếc ghế phù hợp với không gian hoặc phòng khách của mình để làm điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn. Thưa quý vị, ngồi tại không gian tầng thượng của mô hình homestay này, quý vị có thể nhấm nháp ly cà phê và tận hưởng bầu không khí trong lành của một ngày. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vô cùng thú vị ngày hôm nay của chuyên mục Nhà Đẹp sẽ giúp ích cho những ai có dự định kinh doanh loại hình dịch vụ lưu trú này. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các dự án trọng điểm tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng sau khi đi vào vận hành sẽ thu hút một lượng lớn cư dân thế hệ mới với nhu cầu bất động sản phân khúc cao cấp, gây ra tình trạng cung không đủ cầu. Các dự án dự báo sẽ mang đến một lượng lớn cư dân thế hệ mới và các nhà nghiên cứu, chuyên gia, khối kỹ sư và kỹ thuật viên trong và ngoài nước với nhu cầu cư trú lâu dài, đòi hỏi chất lượng sống đẳng cấp, đa dạng tiện ích. Nằm trong số ít những dự án khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp nhất phía Tây Bắc Đà Nẵng, Eco Charm Đà Nẵng là cái tên đình đám được giới đầu tư chú ý suốt thời gian qua. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại dự án Eco Charm Đà Nẵng. Dự án này với quy mô là hơn 60 ha sẽ cung ứng ra thị trường những sản phẩm như đất nền, liền kề và biệt thự, và dự án này đang triển khai giai đoạn 3. Theo nhiều chuyên gia nhận định thì phân khúc đất nền, biệt thự và liền kề tại Đà Nẵng vẫn sẽ tạo một sức hút rất lớn đối với thị trường Đà Nẵng trong thời gian tới, đặc biệt là những dự án có hạ tầng đồng bộ như thế này. Toàn bộ dự án với ba mặt giáp sông, nối với các trục đường chính qua hệ thống cầu hiện đại, đảm bảo được an ninh tuyệt đối và chất lượng sống hoàn hảo cho các cư dân nơi đây. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, thì dự án EcoCharm sẽ là cơ hội dành cho các nhà đầu tư thông thái, dồn vốn xuống tiền, sở hữu cho mình cơ hội đầu tư tốt nhất năm 2019.